quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Em thì đang ở trên kia vẫn là còn đào đất, vẫn lực sẽ về cùng bác với lại ông thì nấu cơm luôn. Cháu được xin mến chào tất cả quý ông bà, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Và cái nội dung đào đất ở trên kia thì nó khá là dài, cho nên là cháu được xin phép là được chia ra để làm hai tập để cho các bác xem, nó sẽ bị đỡ bị nhàm chán hơn. Độ tầm 1 tiếng nữa là đội kia cũng nghỉ đấy nhỉ, bác nhỉ? Trưa hôm nay thì cháu được lên thì mua cá khô các, và trưa tối này thì sẽ là mua cái gà này để cho tối nay để ba con. Đúng. Thịt lợn thì không có ai bán. Thịt lợn đến ngày chủ nhật thì mới có. Đấy. Thịt lợn thì là sẽ có được. Hôm nay là rơi vào tầm hơn là 10 người một chút, cũng khá là đông. Và những cái lần mà nấu cơm như này, thái thịt này thì cháu được không có đeo bao tay, thì gọi là người trên vùng cao thì hầu như là ai ạ cũng thế cô bác, cho nên là sống ở đâu thì ông ở đấy như là rất là mong. Các bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu. Thưa bác, là bây giờ một mình bác là ở thôi à? Còn người mất. À, bác vẫn còn con gái à? Vâng. Còn là còn nấu cơm này thì cháu Lực sẽ về là cùng ông với lại cùng bác này là để nấu cơm. Đội đang đào đền kia cô bác. Xong rồi đúng không bác? Đây còn hết đúng không? Đây, hết rồi.
Thì tội mình bỏ không? Ý anh ăn là miếng nhậu ăn. Thế này là điều rồi, như này là điều rồi. Tí là sao vào cái chảo này đúng không? Sao sao cái chảo đấy. Vâng. Bây giờ mang cái này đi rửa đã. Đang là đúng là 5 giờ chiều rồi các bác, nhưng mà trời vẫn còn nắng rất là cao luôn. Xào cái gì mà nè? Ừ, xào. Giờ tôi phải xào nó nổi. Không phải xào xào với mà nè. Xào xào cho, xào cho mình nhập rồi. Ừ. Xào cho mình nhập rồi. Như là vừa rồi thấy cho lúc thấy một bạn nhỏ nó ngủ đây sao nè. Trời ơi. Sao đang ngủ dưới trên nắng này luôn rồi. Gọi dậy nhá. Vâng. Ôi rồi ngủ. Cha em buồn ngủ. Ôi rồi. Dậy đi. Đi ra kia ngủ. Sao em cứ biết dậy mà. Ra kia ngủ. Cô còn kìa. Ngủ giữa trên nắng luôn này cô bác này. Đi ra kia ngủ đi. Trời thì còn đang nắng ngủ dưới kia luôn. Cái này thì đi phần chan tới luôn bạn nào. Cả mình ăn. Ừ. Ôi giời. Mình quá thế ơi, quá nào thì con lo đi, con à con, du đấy là gì là du à? Hả? Mới có du sao là? Ừ. Du đúng rồi, du du cái này. Du đây là sao nữa trời à? Du đây là sao? Sao du gì hôm nay sao đẹp? Tôi chào được sao chứ? Nó cả này cứ nhé đi à, nó là cái nó bằng cái sao nhóc đi. Ờ, đi xuống. Là sao luôn rồi kìa. Ờ. Mà đem mua mấy chiếc nào to. Mua mấy chiếc to rồi nè. Đó là nấu cơm ở trong cái một ngôi nhà rất là nhỏ này, thành ra là rất là nóng và bí bách cô bác ạ. Mày có thể làm bản to chỉ cần đang bản to hả? Có thể làm to hả? Thôi. Ờ, có thể làm nó cứng chi to ạ, thấy không? Một làm nó tốt cái trong nhà. Chỗ nào mà tốt? Ông còn chào sao chứ nó? Nghe còn chào rồi. Nó là vào trong cái ngôi nhà của các em nó nhỏ các bác, thành ra là rất là bí và nắng luôn. Hình như là cái bàn cái đèn năng lượng của các em thì vào trong nhà thì rất là sáng luôn các bác, không phải dùng đến cái đèn điện lưới nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho làng cắm không? Ê, em chân hàng phật. Hải thì dùng cà phê để đấy luôn này. Đi học về là để đấy luôn. Chắc phải dọn một tí nữa để kỳ mới ăn được. Này đâu có tốt hơn như là gì đâu. Cái chân hàng phật mấy? Nữa. Cái lăng ghế ngồi. Hả? Cái lăng ghế ngồi. À. Cái ý thì. Cái lăng đấy là. À, làm ghế ngồi đúng không? Ăn cơm. Bây giờ thì canh thì cũng đã nấu được cô bác. Bây giờ thì chỉ cần xào thịt nữa thôi là được rồi, xào thịt gà nữa thôi là được rồi. Thì gà phải dùng hai mẻ thì sao ấy, cái chảo nó nhỏ quá. Nhỏ này. Chảo. Không biết là giờ là đội kia đào đến đâu rồi, hay là mình đi xem mà cái đội mà đào một chút cho bác là sao thịt gà. Phải chia ra thành hai tốp để cho ông với bác là cho được là về là nấu cơm trước. Thì là một tí nữa đội kia nghỉ cái chỉ cần rửa tay chân thôi là được ăn cơm rồi. Ôi thì lâu ấy đâu ấy hả? Đâu ấy cái gì nhà người ta giao hộ thì cũng đến tầm là 5 giờ thì là phải ăn cơm rồi các bác ở trên này ấy. Thì thành ra là hôm nay nhà em xử làm việc thì cũng phải là đến 5 giờ thì phải nấu cơm rồi. Nấu cơm là đợi lúc nào mà đội đào niên nghỉ xong cái là ăn cơm. Ăn cơm là ăn cơm xong thì ai cũng về nhà nấy. Ở trên này thì hầu như là bà con ăn cơm sớm và đi ngủ rất là sớm. Sáng thì còn dậy rất là sớm các bác. Ôi, nghỉ sao rồi? Nghỉ rồi à? Rồi. Nghỉ rồi à? Rồi ạ. À, hai giờ thì nghỉ rồi cô bác. Làm đến đâu rồi? Đã hết rồi. Đã hết rồi à? Hết rồi. Bây giờ thì đội thanh niên là nghỉ là đi về trước rồi cô bác nè. Thì đi ăn cơm rồi đấy. Đi thôi. Đấy. À, lên trên xem là đội thanh niên đạo đến đâu rồi. Nước thì chảy khá là nhiều này các bác này. Chảy như ở một cái khe luôn. Cái này thì lấp hết cái đường xe máy của nhà chú của em Sử này. Sử cái Hải rồi. Ô đi về thôi nhỉ. Ăn cơm thôi. Hôm nay là hôm đầu tiên mà đào cái phần nền nhà các bác. Bây giờ thì cái phần cái đất cứng của nó thì cũng đã được rơi đó là tầm hơn 3 mét một chút rồi. Cái phần cái đất mượn này thì hơn 1 mét này các bác này. Hôm nay thì hơn 1 mét. À, ngày mai ngày kia nó đào thì cũng sẽ là xong cái phần nền của nhà các em. Và phải nói là đào rất là nhanh các bác. Bà con ai ra hộ mà cũng rất là nhiệt tình. Ai nấy đều làm cũng hết sức hết mình luôn. Có cầm cuốc đi về không nhỉ? Hai. Oh. Ơi. Ơ. Ơ. Ông điếu. Giờ thấy chùi mà cứ thái mẹ thích rồi ha. Đây này anh cầm cho. Ủa, chắc là thích rồi ha. Đội thanh niên là quên ông điếu của bác. Nên là gọi cho cháu Lực bảo anh cầm đi. Anh Hồ anh cầm cái cuốc đi. Ý, để anh mất đấy. Thầy ơi. Thầy chết rồi. À đây có cái cuốc này này.
sợ đến đấy sợ mất rồi. Quần này không có. Hả? À? Của mấy anh kia thôi. Của mấy anh kia? Vâng. Thế để đây à? Vâng. À, thế chào chị. Chắc là tí nó tiện đường thì là sẽ cầm về luôn. Còn ba găng tay của Hải nữa, găng tay của Sử nữa này. Xe rùa? Còn xe rùa. Xe rùa thì để đâu? Đi về luôn. Mang về đúng không? Dạ. Ba anh mang về luôn đấy. Nước đi. Về lúc mà đi về thì phải nói là em Sử em Hải cũng không để ý mấy đồ máy đâu cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ phải lên xem một lần xem là nó có bị sót lại không. Đây là mũ ai đấy nhỉ? Mũ ai đấy? Đây ra nha, ông điếu của anh rơi nhá, để anh lấy cho. Ôi ôi đội này không được rồi. Thấy cái gì cũng quên cô bác ạ. Mấy người là không quên thôi. Đây, 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 mình nghỉ đâu ấy nhỉ? Xe rùa mình nghỉ đâu ấy? Sử ơi, xe rùa đi đâu ấy? Xe rùa đi đâu ấy? Xe rùa đi đâu ấy? Hả? Lực xe rùa thật tuyệt nè. Lực xe rùa thật tuyệt nè. Đây. Ông điếu đây. Ông điếu qua đây. Bác. Ông điếu này là của con quyết cái gì trên đây không? Thế rồi. Thế rồi à? Dạ. Thế rồi để đây à? Anh bò để đây không được. Để đây. Pelo à? Ông thì lên trên đào nền thì mang ở cái ông điếu đi theo cô bác. Đây là có các bạn nhỏ mà rất là bé tí đấy. Ơi, lấy cao với cửa này. Qua đây. Không à? Lấy cái cao. Chiều tay ở chân đi. Cơm thôi nhỉ? Chiều thế à? Thế anh đi bày mâm đi hộ đợi nhá. Đây bây giờ thì một cái mẻ này nữa thôi là được ăn cơm rồi nhỉ? Bác nhỉ? Vừa rồi thì xong một mẻ rồi. Thịt gà này thì để vừa rồi thì cháu được đi lấy ít gừng vào để vào rất là thơm đúng không bác? Mùi thịt gà rất là thơm luôn rồi. Buổi sáng thì hầu như là bà con ở trên này làm rất là sớm, thành ra là chiều thì tầm 5 giờ bà con cũng nghỉ rồi. Hầu như là nhà nào cũng thế chứ không phải là mỗi nhà của em Sử và em Hải đâu. Thế ông thì một cái dáng người rất là nhỏ nhưng mà gọi là cái thuốc lào của ông thì không có bỏ được rồi cô bác. Cho nên là bây giờ phải hút rồi. Cháu Lực hỏi ông bảo là thuốc lào này mà nếu mà không hút thì cảm giác thì thế nào? Ông bảo là rất là khó tả và lên cái cơn như kiểu khát nước, khát nước khô hết họng đi cô bác. Ủa, phải muốn cầm cho nó khải đâu chứ nào?
lại đam vào thì sẽ nhanh chín hơn. Mà này chỉ mình chắc chuông này mới rẻ mà nè. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị là bày mâm được rồi cô bác. Bày mâm xong là múc ra vừa, múc ra dần. Văn này đào nền đi. Cái văn này khấu nào mới cam cán là gì? Cái cán vàng đồ. Cái cán vàng. Ông ấy bảo đào nhưng mà mệt nhưng mà rất vui cô bác ạ. Được là tất cả quý cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước là cho ba ông cháu một cái ngôi nhà như vậy. Thì dù mệt đến đâu ông cũng cố gắng để mà ông cùng các cháu để đào nền. Ở đây thì cháu Lực bảo là ông ở nhà chỉ đun nước thôi, nhưng mà ông không có nghe cô bác. Vẫn muốn là đi cùng các cháu đi cùng các cháu để lên trên cái phần đất kia để đào. Ông thì lên trên rất là tỉ mỉ cô bác nhá. Đào thì đã gặp những cái cục đá nào thì ông rất là tỉ mỉ. Cháu được thấy ông xếp những cái chỗ phần mà đổ đất mượn vào cô bác. Thấy ông xếp những cái viên đá vào. Ông xếp rất là tỉ mỉ vào đấy. Bác ở bên kia thì đang hộ cháu Lực là bày mâm rồi. Cháu Lực thì đang xào thịt gà. Còn mấy em thì đang rửa chân tay ở bên ngoài. Em Hải thì đang cùng các ông là bày mâm rồi. Là cũng chuẩn bị là tới giờ để ăn cơm thôi. Các anh rửa chân xong chưa hả Hải? Xong rồi à? Đấy, món thịt gà của cháu Lực thì cũng đã gần chín rồi. Đấy, hay là bác cứ múc một nồi ra trước đi. Đấy. Bác cứ nung múc ở cái nồi này. Hay đây cho cháu múc cho. À đây, bác múc đi. Gà này thì cho một ít gừng vào rất là thơm các bác. Ngồi ở bên ngoài thôi mà nghe thấy cái, mà ngửi thấy cái mùi thơm của gà là cảm thấy đói cả bụng luôn. Để không có dầu gì, toàn là ăn bí. Hôm nay thì sẽ có thịt gà này với lại bí của bác. Bí thì ở trên nhà ba ông cháu là có rất nhiều, thành ra là tận dụng này để nấu canh luôn. Bác được cái muôi cháu nào để cháu xào đây. Hãy xử đi gọi các bạn các anh ăn cơm thì chắc là đói rồi đúng không? Đấy. Rồi xới cơm đi để anh xào nốt cái chảo bên này đã. Ở bên này sẽ là mâm của các bạn nhỏ một chút. Mâm bên kia có vẻ đông người quá, sang sân bớt sang bên này đi. Con người à? Nói gì
xử xem còn ai nữa gọi về nữa nhá. Đấy, không tí lúc nào mình ăn cơm xong thì mới ra đấy. Đây đây, nó trên hộp đây à? Thái xéo rồi nè. Làm thật cắm xéo còn nè. Mà thật là cắm chi nữa. Thái lắm. Nó là nấu cơm ở trong cái ngôi nhà của ba ông cháu rất là nóng các bác. Mong sao là thời gian tới thì hoàn thành ngôi nhà của ba ông cháu xong và làm cái phần công trình phụ cho ba ông cháu đi ra bên ngoài một chút. Đấy, xong thì ăn cơm đi. Anh đang đợi nốt cái nồi này xong nữa. Đấy, anh đang đợi đợi này đã, tí sợ nó cháy ấy. Bây giờ thì cháu Lực cũng cùng chuẩn bị là các anh em là ăn cơm thôi các bác. Còn ăn cơm thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Tại vì là có một số các bác thì rất là ngại về cái khoản mà cầm cái máy quay này, cho nên là cháu Lực sẽ không có được ghi hình thêm nữa. Chỉ muốn nói với cô bác là muốn cháu Lực muốn ghi hình lại cái thức phim này, rằng là cho quý cô bác biết là hôm nay cháu Lực lên là nấu cơm cho các em một hôm. Cái mâm bên này thì có vẻ là trẻ con nhiều hơn đấy nhỉ. Hải thì cũng ngồi bên này à? Hải thì chưa tính là người lớn đâu nhỉ. Đấy, trước khi ăn cơm thì mời đi. Cháu Hải xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị cùng cháu Hải ăn cơm. Đấy rồi, ăn cơm đi. À Sử ơi, hộ anh nhớ cái chảo ra đi Sử ơi, chắc được rồi. Hộ anh nhớ cái nước ra đi. Sử thì rất là nhanh nhẹn cô bác. Hai anh em ai đấy cũng đều là những công việc tháo bát rất là nhanh nhẹn luôn. Ngày hôm nay là các anh thanh niên này là các anh mà gọi là có sức khỏe nhất rồi cô bác. Kéo đất là liên tục luôn. Mấy thanh niên này là hôm nay kéo đất nhiều chắc là đói lắm rồi nhờ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng cùng là ba ông cháu sẽ ăn cơm thôi cô bác ạ. Đấy, Sử thì mời quý ông bà nhé. Cháu Sử mời quý ông bà ăn cơm ạ. Đấy rồi, bây giờ thì cháu Lực cũng cùng tất cả mọi người là ăn cơm thôi cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực xin cũng xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng ăn cơm cùng cháu Lực. Và cháu Lực cũng xin kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em.